Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe Đức Giê-xu đã chỉ cho các môn đệ của Ngài cũng như cho tất cả chúng ta về thái độ cần có đối với lề luật. Mặt khác, Ngài cũng làm toát lên vai trò thiên sai của mình khi đến để kiện toàn luật cũ và làm cho nó hoàn thiện hơn. Đức Giê-xu kiện toàn lề luật, theo lề luật phải phục vụ sự sống và phẩm giá của con người, đồng thời giúp con người tìm về thánh ý Thiên Chúa được gói ghém trong đó. Trong Cựu Ước, luật đã bị méo mó do cách giải thích quá tỉ mỉ và nặng hình thức của Pha-ri-siêu và các kinh sư. Lề luật thay vì diễn tả giao ước tình thương lại trở thành gánh nặng, thay vì phục vụ lại khống chế con người, thay vì nâng đỡ lại đè bẹp con người. Đức Giê-xu đã đến để kiện toàn luật Cựu Ước, đặc biệt là 10 điều răn, bằng cách nội tâm hóa lề luật, đưa con người vào cái gì là cốt lõi của lề luật. Đó là tâm tình yêu mến. Chính tâm tình mến Chúa yêu người ấy đã giúp con người đạt đến mức hoàn thiện như Cha trên trời. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã nhắc đi nhắc lại, yêu thương là chu toàn lề luật. Việc thờ phượng Thiên Chúa không cốt ở dâng lễ vật, nhưng ở lòng nhân từ, cũng chẳng phải nằm ở việc tuân giữ lề luật cách máy móc bề ngoài, nhưng ở quả tim yêu mến chân thành. Chính Chúa Kitô và tin mừng của Ngài là luật tròn hảo mà tất cả chúng ta phải tuân giữ và phải sống. Một khi chúng ta giữ luật tin mừng cách tròn hảo, là ta đang làm chứng cách hùng hồn và hiệu quả về giá trị của tin mừng. Ta được trở nên hoàn thiện, nói lên lý tưởng và cùng đích cuộc sống của chúng ta. Ta phải tuân giữ luật tin mừng với lòng yêu mến Thiên Chúa và tôn trọng lề luật, vì đó là thánh ý của Chúa. Ta giữ luật không chỉ với mục đích thánh hóa bản thân, mà còn mang ý hướng tông đồ là nêu gương và dạy cho người khác bằng chính đời sống của ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ta đang sống trong một xã hội mà như nhiều người vẫn nói vui với nhau rằng có rất nhiều luật, nhưng người ta chỉ xài có một luật duy nhất. Đó là luật rừng. Nghĩa là mạnh được yếu thua. Phần thắng nhiều khi không thuộc về người làm đúng, nhưng thuộc về kẻ có chức, có quyền. Đứng trước thực trạng trên là một người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm đem luật tình thương, luật tin mừng đã được Chúa Giê-xu kiện toàn vào trong các môi trường xã hội mà ta đang sống. Có như vậy, ta mới có thể đẩy lùi và loại bỏ được những luật lệ nào không phục vụ cho phẩm giá và sự sống của con người, nhất là của những người nghèo khổ, cô thế, cô thân. Amen.